Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thảo luận về tình hình cách mạng miền Nam. Hòa bình lập lại trên miền Bắc, nhưng trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa phút nào yên vì miền Nam còn bị quân thù giày xéo. Trái tim của tôi và 17 triệu đồng bào miền Bắc luôn luôn đập một nhịp với trái tim của đồng bào miền Nam, không một giờ, một phút nào không nhớ đến đồng bào ruột thịt ở miền Nam đang chiến đấu anh dũng chống bọn Mỹ Diệm để cứu nước, cứu nhà. Lúc này, trái tim của vị lãnh tụ đã cùng một nhịp đập với hàng triệu con tim của mọi người Việt Nam yêu nước. Khát vọng giải phóng miền Nam thống nhất non sông trở thành mục tiêu hàng đầu, không gì có thể lay chuyển được. Trên cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Bác trở thành người hoạch định đường lối chống Mỹ với lộ trình bước đi rất cụ thể, sáng tạo, đồng thời cũng là linh hồn tổ chức thực hiện đường lối thống nhất trong toàn dân. Người hiểu rằng, để có động lực thắng lợi, cần xây dựng cho quân và dân niềm tin chắc chắn vào sức mạnh tinh thần của dân tộc. Ngay trong điều 2 của Hiến pháp năm 1946 đã nêu rõ, đất nước Việt Nam là một khối thống nhất Trung Nam Bắc, không thể phân chia. Đã nhiều lần, Bác nhấn mạnh tính thống nhất bền vững của dân tộc Việt Nam. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Người cũng hiểu rằng, chính đồng bào miền Nam là những người khó khăn gian khổ nhất, song chính họ cũng là những người khát vọng độc lập nhất. Bởi vậy, người luôn dành cho đồng bào sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày Nam Bộ kháng chiến năm 1952, người đã bày tỏ: "Dù ở xa, nhưng lòng tôi và chính phủ rất gần Nam Bộ. Tôi theo dõi từng giờ, từng phút cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ và cán bộ ta." Mỗi ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu nhiều gian khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Chính điều này làm Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thận trọng, tỉ mỉ chuẩn bị cho ngày nước nhà độc lập. Nhìn lại lịch sử, có thể thấy rằng nhiều trận đánh đã trở thành dấu mốc quan trọng, đóng vai trò là tiền đề cho thắng lợi chung của toàn dân tộc. Đó là phong trào đồng khởi, nổ ra bắt đầu từ tỉnh Bến Tre và nhanh chóng lan rộng khắp Nam Bộ, trở thành tiền đề cho cách mạng miền Nam ngày càng phát triển. Với các chiến thắng quân sự lớn ở ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia và Đồng Xoài, quân dân ta đã lần lượt đánh bại hoàn toàn chiến lược, chiến tranh đơn phương và chiến tranh đặc biệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Là cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân năm 1968 mở ra một cục diện mới, buộc đế quốc Mỹ phải thương lượng với ta ở hội nghị Paris. Là cuộc tiến công chiến lược năm 1972 làm chuyển biến cục diện chiến tranh để quân và dân ta tiến lên giành thắng lợi to lớn mới. Từ những kết quả thực tiễn càng thấy được tầm nhìn trước thời đại của Bác. Bởi lẽ trước đó, vào cuối năm 1967, Bác đã từng khẳng định: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước mọi tình huống, càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị." Đúng như vậy, thất bại trên chiến trường miền Nam đã buộc Mỹ đưa máy bay B-52 ra đánh phá miền Bắc với âm mưu đưa miền Bắc Việt Nam quay trở về thời kỳ đồ đá. Nhưng tại nơi này, quân và dân ta đã làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ trên không lịch sử, đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 và buộc Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đó là những bước tập dượt, những đòn tiến công chiến lược để đi đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước thống nhất, Giang Sơn thu về một mối, thực hiện được trọn vẹn mong muốn của Bác. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Thưa quý vị và các bạn, đại thắng mùa xuân năm 1975 là kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của mọi người Việt Nam yêu nước dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.